Đêm qua không biết đi làm sao mà lòng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mà nghĩ cứ thèm mà không biết thèm cái gì, nhưng mà thực ra là nghĩ cái chẳng lợn các bác nó lại thèm, nó sao thèm quá cơ. Sáng em sang chợ em đánh luôn hai cái chẳng lợn rất là nhỏ mà xinh. Thế bây giờ em phải về luộc xong rồi mình sẽ thái ra chấm mắm tôm, xin mời các bác thái ra chấm mắm tôm cùng em. Cái chẳng nó lại xoăn này, nó lại xoăn thế này, vừa xoăn kiểu này là xoăn ngon này, còn ở đây còn là chàng xe điếu này, lòng xe điếu. Hôm nay em đã có chàng xe điếu đấy, chàng là chàng lợn đấy chứ không phải chàng trai đâu các bác ạ. Rồi cái này nóng chấm mắm tôm ngon lắm, tuyệt vời luôn. Cái này cũng giòn này, cũng giòn này đấy, khá sần sật này kia. Rồi cô ca là lòng non nóng hổi vừa thổi vừa ăn, nhưng hôm nay là chàng nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ôi giời, nóng quá, thái đúng độ săn nó này, giỏi lắm. Ôi giời, ngon quá, cái mắm tôm nó thèm đấy, chứ không nói đến cái chàng trắng lợn này. Ôi giời, thêm một đĩa đầy này. Vâng, xin mời các bác nhá, thưởng thức cái phèo cùng em nhá. Phèo nóng cho mắm tôm này, đây là bát mắm tôm nhá. Mắm tôm nó pha chanh quất đường đầy đủ mì chính, ôi giời ngon này. Của đến các bạn thì giống này nó trơn nó phải thỏ tay thôi. Bây giờ cần cấu này. Các bác ơi, cái này là mình phải thái to, thái dài, nhưng mà em thái béo quá này. Này, thái này béo quá, ăn nó vào mồm nó thỏ nón chứ. Ôi giời, ngon quá các bác ạ, em ăn hết cả đĩa ấy. Bác thấy không? Ăn thế cơ mà. Bây giờ em